Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Chúa Giêsu là chủ ngày Sa-bát, nhắc nhở chúng ta nhớ rằng Chúa mong muốn mọi người đến thờ phượng Ngài phải bày tỏ tình yêu, sự quan tâm và lòng nhân từ đối với nhau. Bài học nương trên lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 12, câu 6 đến câu 8. Vả lại ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này, ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Câu gốc của bài học: vì con người là Chúa ngày Sa-bát, Ma-thi-ơ chương 12 câu 8. Câu hỏi suy gẫm: Chúa Giêsu phán với những người Pha-ri-si rằng Ngài phải được tôn trọng hơn điều gì? Vì sao Ngài phán như vậy? Chúa mong muốn những người Pha-ri-si nhận biết điều gì? Chúa mong muốn gì nơi chúng ta khi chúng ta thờ phượng Ngài? Kính thưa quý vị, trong lúc những người Pha-ri-si tìm cách bắt bẻ Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài về việc họ không giữ ngày Sa-bát, Ngài đã phán với họ rằng tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Câu 6. Chúa muốn bày tỏ về thân vị của chính Ngài là Đức Chúa Trời ngôi hai. Chúa cũng trích dẫn Ô-xê chương 6 câu 6: Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu, để giúp cho những người Pha-ri-si hiểu được lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúa mong muốn con dân Chúa giữ luật pháp của Ngài trong tinh thần của người có lòng nhân từ và thương xót. Người Pha-ri-si đã quá bảo thủ trong luật pháp nên hoàn toàn không có lòng nhân từ đối với những người chung quanh. Theo Lê-vi-ký chương 19 câu 9 câu 10 và Phục Truyền chương 23 câu 24-25, các môn đệ của Chúa không vi phạm luật pháp. Họ được phép bứt bông lúa mì ăn vì họ đang đói. Chúa mong muốn ngày Sa-bát cũng là cơ hội bày tỏ lòng thương xót, quan tâm lẫn nhau giữa những con dân Ngài. Chúa Giêsu tiếp tục phán: Vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Câu 8. Từ ngữ con người không chỉ về loài người, nhưng nói về chính Ngài. Chúa bày tỏ rằng Ngài có uy quyền trên ngày Sa-bát và chỉ có Ngài đủ tư cách để giải thích ý nghĩa của ngày Sa-bát. Trong Mác chương 2 câu 27, Chúa Giêsu cũng cho biết: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát. Chúa mong muốn ngày Sa-bát đem lại nhiều ích lợi nhất cho con người trong việc phục hồi thể xác, phát triển mối tương giao với Chúa và bày tỏ tình yêu thương với nhau. Ngày nay, chúng ta nhắc nhau về ý nghĩa của ngày Sa-bát. Chúng ta cũng nhìn lại thái độ của mình đối với anh chị em cùng đức tin. Đôi khi vì quá bảo thủ, chúng ta đã thiếu cảm thông và không cư xử nhân từ đối với anh chị em của mình. Có thể họ đang thực sự đói, hay đang gặp những khủng hoảng trong cuộc sống, hay họ đang có những sự bất hòa với những người trong nhà thờ, vân vân, nên họ không thoải mái để thờ phượng Chúa chăng? Chúa mong muốn những người đến thờ phượng Ngài phải bày tỏ tình yêu, sự quan tâm và lòng nhân từ đối với nhau. Hãy có tinh thần của tuyển dân thời kỳ ông Nehemi sau khi hiệp lại thờ phượng Chúa. Nehemi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nehemi chương 8 câu 10. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con không cứng nhắc trong cuộc sống, nhưng có lòng quan tâm và tình yêu thương,
để con có thể giúp đỡ những anh chị em trong đức tin cùng nhau vui mừng thờ phượng Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có ý thức ngày thờ phượng Chúa cũng là cơ hội bày tỏ sự cảm thông và cư xử nhân từ với anh chị em cùng đức tin không? Hiệp nhau thờ phượng Chúa Cha, anh em thông cảm kẻ xa người gần, đối nhân sự thế ân cần, đức tin gây dựng phúc âm rao truyền. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.